cause you'll see that they'll be calling me, calling me, and you'll be calling me, calling me. What's up, chào mừng anh em trở lại channel của Minh Cơn. Thì hôm nay sẽ vẫn gửi đến cho anh em trận chung kết ở bên xem vào chung thôi. Hôm nay chưa có gì update mới cả anh em ạ. Thì chúng ta sẽ phải đợi thông tin tương mới vào tuần sau nhá. Trận đấu, các trận đấu diễn ra ở xem vào chung vẫn đang là cực kỳ căng thẳng. Hôm nay vẫn sẽ để gửi đến cho anh em những cuộc kèo đấu của Inferno thôi. Để không biết update sau update ngày mai là có những cái sự kiện gì ở xem vào Việt Nam đây. Không biết là có khi nào 65 tướng được add vào ngay lập tức không nhỉ? Ắt trộm một phát 650 nhưng mà tôi nghĩ là phải đầu tháng 2 đấy anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm một chút nhiệm vụ, đi rút thăm một chút nè. Với kinh nghiệm rút thăm của tôi thì bừa đầu này, đít này, giữa này. Rồi được cái nịt anh em ạ. Không được cái gì cả, đen. Chúng ta sẽ đi làm một chút nhiệm vụ nha. Đây là mắc thôi. Rớt mắc tối đa. Lấy nốt cái này này. Bột vàng này. Mắc đại lý này. Để xem nào. Nhiệm vụ ok. Không để cái quick ipad này. Ipad này phải đợi kim cương 6 cái à. Gì chat ối ở ngoan. Đây làm 4 cái này đi. Xem nào, 600 kim cương đâu hiện hơn. Thôi làm ít thôi. Dạ 3 sao thì đang đói. Ui giời ơi, đang đói, vừa ấy bảo đói ông cái. Nó cho 40 mảnh tứ hoàng. Anh em ạ. Quá ảo. Nói là quá dẻo luôn. Đây rồi. Khá dẻo đấy. Khá cá ưng đấy, rồi luôn. Rồi luôn. Nó phải thế anh em ạ, hai nháy 5 sao rồi. Khá cá ưng đấy. Quick battle quick. Quick, chưa đủ kim cương. Quick battle rồi luôn. Rồi luôn. Đây lấy hết cái này để chúng ta đi đánh rank anh em ạ. Vé này là khá cần đấy. Vé là khá cần thiết đấy nhờ. Ok. Tạm thời này đã. Ok, chúng ta sẽ nhận phần thưởng này. Đã có 2 mốc nhận phần thưởng VIP 15 này. Đây là một ngày của VIP 15 anh em ạ. Nhận thẻ tháng này. Chúng ta lại có một đống kim cương và mõm. Nhận đăng nhập hàng ngày này. Vẫn chưa tìm thấy tung tích của con ấy anh em ạ. Wow. Nhận luôn 2.000 kim cương này. Full luôn ạ. Vẫn chưa tìm thấy tung tích của con gì nhỉ. Con Cavandit anh em ạ, vẫn chưa tìm thấy tung tích của Cavandit đâu nhá. Này, lốt nốt 6.000 này. Quên. Nốt 6.000. Ok. Nốt 6.000 anh em nhá. Cắn được tí nhiệm vụ này, vẫn chưa tìm thấy tung tích của Cavandit đâu ạ. Hiện tại là tôi cũng đang đua top con gì đây? Con Copo PG. À, Capone PBG anh ạ, một trong những con tanh cứng nhất game. Đây cũng đang được 2.250 mảnh rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi sang xem vào chung để ngâm cứu của kèo Enen và Luffy anh em nhá. Let's get. Ok, trước khi vào đấy thì chúng ta sẽ đến với một con game đánh bài siêu hay khổng lồ. Con game đánh bài Kawin hay nhất 2023, chơi cực kỳ dễ trúng thưởng các bạn. Và hiện tại đã có thêm một cái ưu đãi nữa. Anh em mà tham gia, anh em like đăng ký kênh, tham gia nhóm của Minh Kiêu. Tham gia nhóm mà tôi để ở dưới cái mô tả. Cái video này thì chúng ta sẽ nhận được một gift code nhá. Nhớ là bảo bạn fan kênh của anh Kiêu sang nhá. Fan kênh của anh Kiêu sang sẽ nhận được một code 20k. Tôi link nhóm tôi sẽ để ở dưới cái mô tả bình luận để cho anh em chiến thử nhá. Đó là hàng ngày này. Sự kiện xui xẻ hàng ngày nhận 3k. Hôm nay sẽ có thêm ưu đãi nữa cho những fan của Kiêu nhá. Đổi thưởng uy tín này. Về anh em có thể add được rất nhiều tài khoản banh. Lịch sử đổi thành công rất nhiều luôn. Hiện tại vốn là 29m. Mà sẽ kết VIP Club này. Tớ có thể xem tham gia hoạt động VIP Club này. Hiện tại tớ đang là VIP 3 đặc quyền. Khi đặt bạn sẽ nhận được phần thưởng lên tới 266k. Đăng nhập số này cố định nhận thưởng sẽ là 56k này. Bạn có thể nhận thưởng thêm 5% ở sự kiện dung cây tiền. Đây cây tiền đây, dung thử anh em này. Chặt, hiện tại không đủ à. Nhận này. Đây là dung cây tiền anh em ạ. Cây vàng, cây bạc. Mini game, sổ số 3D. Ok.
bây giờ tôi sẽ đi chiến thử con game đây, có nhiều game lắm, bắn cá sắp đĩa này, bắn cá nổ hũ này. Tôi vẫn trung thành quả kèo xỉu tài em ạ, xỉu nhà mà tài thì vào làm gì á, game cực kỳ hay em ạ, thì đăng ký cực kỳ dễ luôn, mỗi số điện thoại thôi chúng ta có thể bắn được con game này rồi. Xỉu mà xỉu một mơ cho khét vào tài à, ấy à căng nhà, đi thêm chiến nữa à. Người ta bảo là ngã gấp ở đâu thì chúng ta phải gấp đôi ở đấy. Rồi, xin cầu á, xin cầu á. Đánh không gấp đâu. Vẫn tài à. Cầu này à. Từ, cầu này tôi bỏ anh em ơi. Tiếng này tôi xin phép bỏ. Vẫn tài cơ. Ô xỉu được này. Hay thế nhỉ. Tiếng vừa rồi 17m mà tài vẫn là xỉu được. Đây anh em nhìn tôi bảo cái này à. Ngã ở đâu chúng ta phải gấp đôi đấy nha. Ngã ở đâu phải gấp đôi đấy nha. Anh em có thể nhẹ nhàng này. Tôi không thích nhẹ nhàng lắm. Vào phụt 2m luôn. Xịt thọ. Làm sao mà xịt được. Đấy cái gì cơ. Quá dễ chơi luôn. Làm 2, làm 4m là làm 2m nhẹ nhàng luôn. À vẫn đang là cá cược à. Ok, như vậy là đã xong con game siêu hot này. À quên, chưa giới thiệu cho anh em mình thích nạp tiền thì cực kỳ uy tín và nhẹ nhàng. Tổng đặt thẻ cào Momo, Zalo Pay, Viettel, Via Banking, Internet Banking rất dễ anh em ạ. Anh em nào muốn chơi con game này thì có thể tải về tạp chí bên kèo nhá. Link mô tả tôi sẽ để ở dưới bình luận này. Và nhớ tham gia nhóm mà tôi gửi ở dưới bình luận để nhận code miễn phí nha. Ok nha, yeah. Nay chúng ta sẽ đến với trận chung kết của Mr.L. Mr.L nhá. Mr.L này là nhà vô địch của lần trước đây. Sở hữu Inferno, chơi ống nhòm nha anh em nha, chơi ống nhòm cho lo mát. Ống nhòm cho Inferno này. Và full bộ mặt trời. Ống nhòm cho Inferno, ống nhòm tăng cái gì đây? Ống nhòm tăng attack. Tăng attack khá nhiều đến từ ống nhòm anh em ạ, và credit nữa. Tỷ lệ bạo kích tăng khá nhiều credit và tỷ lệ và attack đến từ ống nhòm. Còn đâu con Enen chơi la bàn này. Để xem độ hiệu quả anh em nhá. Mà tôi nghĩ là con Luffy này chơi đông xu nguyên rùa vẫn sẽ khỏe hơn đấy. Còn đối thủ của Mr.L là một ông khá cân, cũng là 18.810.000 lượt chiến. Nhưng mà ông này không có Enen, bảo sao? Điểm khác biệt đến từ không có Enen anh em ơi. Chơi kiếm à. Roger là tanh rồi. Nhưng mà Roger lại có một cái thân thể này. Khê Shirohige Max SP này. Zoro này, ông này thiếu một con Enen. Thật sự là hơi đuối. 13, 17, 18. Đây là 13, 15, 18. Ui ông Mr.L thua được chiến cơ anh em ạ. Chúng ta cùng đến ngay với quả kèo ngày hôm nay nha. Let's get it. Luôn vàng ngay, luôn vàng ngay. Đại tỷ Obin ra. Đại tỷ Obin thì nghe nói là ngày mai sẽ vào nhằm báo là ngày mai sẽ vào chơi một ý ở trong Việt Nam. Đây lâu lâu ở Việt Nam không vào, không vào Việt Nam lắm anh em ạ. Và vì lúc này sẽ vào Việt Nam đang bảo trì. Chúng ta xem lại nếu mà đúng như là mai update con Obin này vào Obin như vào chơi một ý một lần là sẽ vào Việt Nam rồi thì phải. Ừ, hình như vào rồi thì phải, nếu không nhầm là vào rồi thì vào lại thôi. Thì lại khô máu thôi nhá. Lại khô máu lấy đại tỷ Robin thôi, đại tỷ Robin. Nếu mà anh em thực sự muốn chơi những con trang lưu ý ấy, thì tôi sẽ có một số lời khuyên ở phía sau. Nhất là meta hiện tại ấy. Nếu mà tôi đánh những con trang mới kiểu là xuyên gội tính sát thương nhá. Như kiểu là Yanami thì chắc có là Zoro Onigashima thì chưa bao giờ xuyên để vào trong những này được. Còn lại em chỉ có thể chơi Goku và đi thôi. Nếu mà anh em muốn con đấu chơi lâu dài 2-3 tháng nữa, chúng ta hãy lựa chọn con đại tỷ Robin nhá. Đại tỷ Robin hoàn toàn có thể chơi 2-3 tháng ở trong team 1 của đội hình của chúng ta nhé. Team 1 của mạnh nhất team 1 đội hình của chúng 20 triệu của chúng ta chúng tôi. Còn nếu mà anh em muốn nhịn đợi thì con đấy chúng ta còn đợi, có thể đợi đến con Chopper hoặc là thậm chí là Zoro Onigashima cho anh em nó chưa lấy nhá. Khá lâu đấy. Chopper cũng rất là lâu. Hoặc là chúng ta còn đợi cho mèo. Đấy là câu chuyện khá lâu đấy. 5 tháng đấy. Chúng ta thử ở đâu ra đây. Đợi không, nếu mà không đợi được mà chúng ta muốn chơi món tiếng ngon ngay ở thời điểm này, chúng ta có thể lựa chọn con Robin nhé. Robin thì thật sự là nó có khả năng lật kèo khá ảo. Kèo khá ảo nhưng mà so với cái lượng sát thương lớn như bây giờ đấy thì Robin nó lại hơi đuối. Bạn hơi đuối nó chỉ gây được tầm chục triệu sát thương thôi. Thì nếu mà so tài chỉ đấu binh thì thầy thì dưới 10 triệu phân khúc người trong đó thì thật sự là good tire thì được hàng đầu thời kỳ Young Daily ngày xưa, chỉ là thời kỳ mà đại tỷ đấu binh còn vượt mặt cả Young Daily nhá. Vượt mặt cả Young Daily là anh em nào muốn chơi đại tỷ đấu binh là hoàn toàn vẫn ok. Anh em nào muốn lên kèo chơi phẩm thì về đại tỷ đấu binh thì vào cái kèo nhá. Jimbe cũng là một lựa chọn, tôi quên. Jimbe cũng là một lựa chọn nha.
Nhưng mà nếu mà phải để so sánh giữa Jim B và Đại Tỷ Robin ấy, thì tôi khẳng định với anh em là Đại Tỷ Robin ngon hơn nhé. Đại Tỷ Robin chắc chắn ngon hơn Jim B với cái nội tại khoản cái công ty cực kỳ ảo của mình trong một lần học sinh. Và khi bị chết một lần đối phương mà giết Đại Tỷ Robin ấy, thì ác là cái dạng thủ cực kỳ là khủng, không phải là thủ mà là giảm công. Ác vẫn giảm công nhưng hình như có giảm thủ, nhưng tôi nhớ là giảm lượng công cực lớn luôn, nó phải nam với cả con nào thù con em phút view đấy là một thằng đức Jim B, mà Jim B lại khả năng là đêm châu đêm ba lần ưu tiên và đánh giá được trắc nghiệm Jim B chỉ được 7 thôi, thì đối binh nếu mà được 10 thì đây đối binh 10 Jim B chỉ 7 thôi. Còn đây là Shirohige, không vào được chuẩn bị như thế rồi. Cái chuyện mà Việt Nam mà đưa ngày xưa là tôi nghe nói anh em đã từng bảo là Sabo đã từng vào chung với Ý, nhưng phải hai năm gần hai năm này rồi mới ở như cập nhật mà xem vào chung thì họ sẽ không đưa tướng hệ truyền kỳ vào trong chung với Ý, nó chỉ có duy nhất xem vào EU và xem vào Hàn Quốc là người ta đưa truyền kỳ vào trong chung với Ý rồi. Tuột xích luôn này, bay vào trong miệng quốc nhà. Đứa con của Điền Cả, nói là đứa con Điền Cả thôi, là bố của Điền Cả luôn, bố của Điền Cả, bố của các loài cá Jim B. Nếu đi anh em sẽ gặp một cái thêm một cái skin của tỷ gì, con gì là nuột bằng các anh em, to trắng tròn nhất nên đi Điền Cả anh em không thể đi Điền Cả nên có báo trực tiếp cho các bạn. Đã trận lần lượt ra game mình thì là anh em nào chiến thua các ông cảm thấy là bảy bảy hai nó là đang bỏ lại những người ấy học quậy lại tung bù rồi tôi sẽ 25 triệu Toro Odigashima vào những cái ý thì không có điểm đó thì hầu như là anh em đã lấy sạch sẽ 3 triệu hai phát cờ lia toàn bộ đi, hầu như là anh em lấy hết rồi anh em muốn rồi trẻ thêm một ý đến cái đợt tương đối tưởng nhưng mà khá lâu đến là sản di mà đợt chúc cơ này đợt con mèo này đấy con đấy không để chúng ta có thể sai được. Còn là sau này Kobe này, Kobe còn Kobe nữa không, nếu mà sau tướng sau này ấy, thì Kobe sẽ ăn Kobe nhiều, còn nó hiện tại ấy, thì tuổi Kobe nếu mà dùng lâu hơn thì nói hiện tại Kobe sau này Robin thì còn dưới thì chúng ta sẽ xem một cái phụ của bắt chơi bình thường. Và chung có một lạc thất vọng tìm quá là mạnh nhãn và trận đấu quá cận ơi quá có vẻ trời đông truyền kỳ là ngày xưa là đồ người có tiền thôi ở Việt Nam cũng như vậy, nhưng mà Việt Nam Hàn Quốc cũng là đối tác của U, nhìn chung là như vậy. Các sát thủ Trung Hoa yếu bức hoàn toàn trận đấu này nhỉ. Roger ngày xưa là tưởng mang tính hai lần hồi sinh, là tưởng là bất tử đấy, tôi nghĩ là mới ra tôi còn bốn lần rồi mới bất tử không không Roger là yếu, những con nào anh em để ý chăm con nào mới có nhiều lần hồi sinh, nhiều lần Roger là hai thủ cực kỳ mạnh, tôi đưa cái gì bằng ngón tay
lại. Câu mất đau ulti này của Inferno đông lạnh à, đông lạnh luôn. Lan đã chết anh em mình đấm người Luffy. Seruku đấm người Luffy, Lan đã chết à? À Seruku đang ở trên này, vẫn giết được nhưng mà những ai mà gần hết máu mà đấm người Luffy chắc chắn Lan đã chết. Vì cái độ tải quá khủng của Luffy đó là khoảng 100% lượng thương và đối phương gây ra cho Luffy. Rồi luôn đây, xem chất lượng. Chopper vẫn đang 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 Chopper Team Meta bây giờ chúng ta là 1 là bất tử, 2 là châu. Team Meta hiện nay rất là hồi liên tục đi trên một cái bánh đi nha 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 trời ơi, nó làm 2-3 nháy là clear 3 con tướng ở bên đông kia rồi. Mặt L đấy nha. Mặt L. Nagaku, Roger biết là có chuyện gì nhật không? Roger chỉ có một cái thân thể. Với một cái thân thể đi. Ui giời ơi. Đúng rồi, 26. Rồi, quá khác biệt đến từ con chơi vẻ nèn Mr. L lên ngôi ạ. Ảo rượu luôn, 1 triệu, 100 triệu, 3 round. Nhẹ nhàng tình cảm thôi, 100 triệu, 3 round. Roger thì khỏe thật đấy, nhưng mà không nên là để partner với anh nèn. Trong những trận đấu này phải quen nèn anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi trận đấu hấp dẫn ở bên cụ eo chú của ngày hôm nay nhé. Nhớ like đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn như thế này. Bye bye.